khi chơi trò chơi trên ứng dụng điện thoại di động. Nếu người dùng mua một món đồ trị giá 1 đô la Mỹ, thì các hãng như Google hay Apple sẽ thu về 0,3 đô la Mỹ. Các công ty này ép buộc đơn vị cung cấp nội dung chỉ được sử dụng hệ thống thanh toán của mình để thu phí. Tuy nhiên, kể từ nay, Hàn Quốc đã có chế tài pháp lý để ngăn chặn hành vi này. Quốc hội Hàn Quốc ngày 31 tháng 8 đã thông qua dự thảo sửa đổi luật kinh doanh viễn thông, có nội dung không cho phép đơn vị kinh doanh trở ứng dụng như Apple hay Google ép buộc một phương thức thanh toán nhất định. Đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới cấm bắt buộc thanh toán qua ứng dụng in-app. Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ Thông tin Phát thanh Truyền hình và Truyền thông Hàn Quốc Cho Seung-nae nhấn mạnh, Hàn Quốc đã đi tiên phong trong công cuộc tranh luận chống sự chuyên chế của doanh nghiệp lớn dự thảo sửa đổi cấm đơn vị kinh doanh chợ ứng dụng trì hoãn thẩm định nội dung hoặc xóa nội dung không cho phép các đơn vị này gây bất lợi nếu công ty cung cấp nội dung sử dụng phương tiện thanh toán khác các tổ chức công nghệ thông tin và nhà sáng tạo nội dung đồng loạt bày tỏ hoan nghênh nội dung sửa đổi Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp truyện tranh mạng Webtoon Hàn Quốc So Bom Kang nhấn mạnh, dự thảo luật đã góp phần loại bỏ rào cản cho sự tăng trưởng toàn ngành công nghiệp nội dung. Dự kiến dự thảo sửa đổi luật lần này sẽ tác động tới cả dư luận quốc tế Quốc hội Mỹ hiện đã đề xuất dự luật trợ ứng dụng mở tương tự Hàn Quốc. Liên minh châu Âu cũng đang chuẩn bị quy chế tương tự. Giáo sư Yi Ho, khoa công nghệ tương tác, Đại học Song Kinh Kwan cho biết, không chỉ Hàn Quốc mà các nước khác như Mỹ và châu Âu cũng đang chuẩn bị lập dự luật để quy định về thế giới internet. Dự luật lần này của Hàn Quốc cũng là một phần trong quá trình đó.